Theo báo cáo của trường Trung học cơ sở Liên Nghĩa, ngày 9 tháng 3 tại tiết sinh hoạt lớp 6A3, cô giáo Bùi Thị Trang đã xử lý kỷ luật mỗi học sinh bằng thức ăn thạch dừa trong khu nhà vệ sinh. Với lý do là em này hay vi phạm nội quy của lớp, đặc biệt là rất hay ăn quà vặt. Sau khi nắm được thông tin, ban giám hiệu trường đã yêu cầu cô Trang viết bản tường trình, đồng thời cử hiệu phó nhà trường và cô Trang tới gia đình học sinh để xin lỗi, và gia đình em này đã chấp nhận. Ủy ban nhân dân huyện Văn Giang cũng chỉ đạo với phòng giáo dục đào tạo yêu cầu các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trong huyện nghiêm túc rút kinh nghiệm, không để tiếp tục xảy ra những trường hợp tương tự.